Cách đánh số thứ tự có cách dòng như thế này. Tại ô đầu tiên cần đánh số thứ tự, chúng ta sẽ nhập công thức như sau: bằng x. Chúng ta sẽ sử dụng giá trị của ô bên cạnh để kiểm tra. Nếu giá trị của ô bên cạnh bằng rộng thì chúng ta sẽ trả về giá trị rộng. Ngược lại, chúng ta sẽ sử dụng hàm subtotal để chúng ta đánh số thứ tự. Chúng ta sẽ sử dụng số 3 count a, có nghĩa là chúng ta sẽ đếm các ô có giá trị khác rộng. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn ô B4, nhấn dấu 2 chấm. Sau đó chúng ta sẽ cố định ô B4 đầu tiên bằng cách nhấn phím F4. Và chúng ta sẽ hoàn thiện bằng cách dấu ngoặc và Enter. Sau đó chúng ta chỉ cần sao chép xuống cho các ô còn lại. Như vậy chúng ta đã đánh được số thứ tự cho các ô có dữ liệu ở đây.